bắt đầu cái phần nội dung chính của ngày hôm nay, tôi muốn kể anh chị một câu chuyện. Đó là câu chuyện đàn ếch leo núi. Và tôi kể anh chị một câu chuyện. Ở có một cái đàn ếch, khi mà được phát động một cái cuộc thi leo núi thì tất cả đều rất là hăng hái, xung phong và đăng ký. Và trong cái thời điểm có một tháng là 30 ngày đó để chuẩn bị, thì có những con ếch vẫn là vui chơi để đợi ngày đi thi. Và trong đó thì có một chú ếch rất là đặc biệt. Chú ếch này cũng rất là hay đọc sách và rất là chăm chỉ luyện tập. Và không những luyện tập về thể chất mà còn luyện tập về tư duy. Chú ếch viết ra một cái tờ giấy rất là nhỏ, dán ở trên phòng ngủ của mình. Và cứ mỗi buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi ngủ đều nhắm mắt lại, hình như tưởng tượng là chú ếch ấy sẽ đứng ở trên đỉnh núi đó, trở thành người thành công, được mọi người vỗ tay, được mọi người hoan hô. Và chú ếch ấy tuyên bố là cảm ơn tất cả mọi người, tôi đã trở thành người đã thành công và là người về đích đầu tiên. Và cứ như vậy hàng ngày chú ấy có cái động lực nhờ những cái lời tự thoại với mình như vậy. Và đến cái ngày thi, thì khi mà leo lên đến khoảng một tầm phần 3, thì có khoảng 50% những chú ếch bắt đầu nhảy xuống, ộp ộp, ộp ộp, ộp ộp, và bắt đầu cứ liên tục nhảy xuống và nói rằng, ui, còn xa lắm, nhìn không thấy đỉnh núi đâu cả. Và bắt đầu là rủ nhau xuống và ếch cứ kêu bộp bộp, bộp bộp, bộp bộp. Và cứ thế như vậy anh chị ạ, rồi 50, rồi 60, rồi 70. Và những khi mà những chú ếch mà đi xuống đỉnh núi rồi ấy, thì bắt đầu hô lên, ôi không đi được đâu, xuống đi, xuống đi. Và tất cả đều hò reo là xuống đi, không lên được đâu, nguy hiểm lắm. Và khi đó thì có một chú ếch vẫn kiên trì, vẫn kiên trì theo cái mục tiêu của mình. Đó chính là cái chú ếch mà đã đặt mục tiêu, đã hình dung được tượng và quyết tâm trong đầu khi mà không còn nghe những lời xung quanh. Xin lỗi chị. Không. Không còn nghe những lời xung quanh và liên tục nỗ lực bản thân mình. Và cuối cùng, tôi đố anh chị biết điều gì xảy ra. Và chú ếch ấy chính là chú ếch đã về đích. Chúng ta hãy comment thật nhiều số 1 để chúc mừng cho chú ếch về đích trong câu chuyện chú ếch về đích của tôi ngày hôm nay. Và qua câu chuyện này thì anh chị rút ra được bài học gì ạ? Anh chị có thể comment vào đây. Và câu chuyện này anh chị hoàn toàn có thể kể với nhân viên của mình. Đó là nghệ thuật giao việc bằng câu chuyện, đó là nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện. Có rất nhiều nhân viên bán hàng trong công ty, có rất nhiều nhân viên ở các bộ phận khác nhau, họ vào 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, họ thấy công ty chưa phát triển như ý, họ bỏ cuộc. Đúng không ạ? Vậy cái câu chuyện này tôi đã kể cho rất nhiều những anh chị học viên của tôi, và họ thấy vô cùng giá trị khi họ áp dụng, họ chia sẻ với đội nhóm của mình. Và thực sự tôi rất là tâm đắc với câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh, đó là không có một cái con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả, mà hạnh phúc chính là một con đường. Điều đó có nghĩa là gì? Xin hỡi tất cả anh chị có mặt ở đây, có nghĩa rằng mỗi một ngày chúng ta bước một cái bước chân trên cái cuộc đời của mình ấy, thì đó là mình đang bước một bước trên cái con đường hạnh phúc. Và không có lý do gì mà chúng ta không sống hạnh phúc mỗi một ngày. Ai đồng ý rằng trong sau cái buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay, mỗi anh chị ở đây sẽ sống từng khoảnh khắc mình sống hạnh phúc, bởi vì mình đang bước từng bước hạnh phúc trên cái con đường của mình mà. Hãy comment thật nhiều số 2 nếu anh chị đồng ý với tôi là như vậy. Chúng ta đang bước từng bước trên cái con đường hạnh phúc của mình. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị bí mật làm thế nào để có đạt được điều đó. Làm thế nào để từng khoảnh khắc anh chị sống trọn vẹn, sống hạnh phúc bất kể là ngoài kia có chuyện gì xảy ra. Bất kể là ngoài kia có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và tôi trân trọng giới thiệu anh chị một người thầy tôi vô cùng ngưỡng mộ, đó là thầy Tony Robbins. Thầy là một cố vấn riêng của Tổng thống Bill Clinton. Thầy cũng là cố vấn riêng của rất nhiều triệu phú, tỷ phú ở trên thế giới. Và cho đến ngày hôm nay, trong đúng năm 2021 này, cách đây vài tháng tôi cũng được tham gia khóa của thầy, có khoảng gần 1 triệu người anh chị, có một gần 1 triệu người trong cái khán phòng học online với thầy. Trời ơi, anh chị hãy comment giúp tôi số 1 triệu đi ạ. 1 triệu người học cái lớp học của thầy. Và tôi cảm thấy nó vô cùng vỡ òa, một người thầy vô cùng lỗi lạc. Thầy chính là một trong những thành viên sáng lập ra NLP, lập trình ngôn ngữ, lập trình tư duy. Và NLP nó vô cùng quan trọng. Nó chính là cái công thức thành công của những người thành công bậc nhất trên thế giới. Công thức thành công của những người xuất chúng trên thế giới được đóng gói lại thành những module của NLP. Và NLP chính là cái công cụ để chỉ ra rằng chúng ta sử dụng bộ não của mình như thế nào. Trời ơi, ai ở đây muốn biết cách sử dụng bộ não của mình một cách thông minh nhất thế giới thì hãy comment giúp em chữ tôi đi ạ. Comment chữ tôi. Vâng, anh chị comment chữ tôi. Nếu như anh chị muốn sở hữu được một cái bộ công thức thế giới nha anh chị nhé. Toàn bộ cái chương trình NLP bản quyền mà tôi chia sẻ là bản quyền của Mỹ, ABNLP Hoa Kỳ. Và nó là công thức của những người, nó như nghiên cứu toán học ấy, thì nó ra được cái số, đúng không ạ? Ra được cái bảng biểu trương. Vậy thì NLP là một cái công thức để sử dụng bộ não.
theo cách của những người xuất chúng nhất thế giới. Và thầy Tony Robbins có một câu nói rằng thiết lập mục tiêu là bước cơ bản nhất để biến tất cả các ước mơ của anh chị thành hiện thực. Wow, như vậy có nghĩa rằng là gì ạ? Để thành công, để bước trên cái con đường hạnh phúc của mình thì phải là đặt mục tiêu. Và ngày hôm qua, hôm buổi hôm trước, tuần trước anh Trọng đã chia sẻ anh chị về KPI rồi, đúng không ạ? Khi có KPI thì phải hành động thôi, đúng không ạ? Khi có KPI rồi thì phải làm việc thôi và phải sát sao với cái mục tiêu của mình. Và làm thế nào để nhân sự của anh chị hay chính bản thân anh chị có động lực để hoàn thành KPI mỗi ngày? Ai mong muốn rằng chính anh chị ở đây và nhân sự của mình có một cái động lực từng ngày một để mong muốn khát khao hoàn thành cái KPI đã được lập ra bởi tuần trước, thì hãy comment giúp tôi thật nhiều số 9 đi ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Và chúng ta đến với module của ngày hôm nay: bí mật cài đặt mục tiêu. Wow. Và tại sao lại phải thiết lập mục tiêu và nó lại quan trọng như vậy? Bởi vì mục tiêu nó cho chính anh chị và nhân sự của anh chị một cái sự tập trung. Sự tập trung. Sự tập trung là một cái kỹ năng cần phải huấn luyện đội nhóm mỗi ngày anh chị ạ. Khi mà họ tập trung 8 tiếng ở doanh nghiệp của anh chị, họ làm việc tập trung, nó sẽ ra một cái công suất rất là tốt, thậm chí nó có thể gấp đôi cái năng suất lao động nếu như nhân sự có sự tập trung. Và chính vì thế mà cần phải có KPI, cần có xác định mục tiêu và còn có truyền động lực đến họ để họ làm việc. Thứ hai là gì ạ? Vâng, đúng, thầy Tony Robbins có nói rằng nơi nào có sự tập trung thì nơi đó có năng lượng tuôn chảy anh chị ạ. Có sự tập trung thì năng lượng nó sẽ tuôn chảy và khi đó cái bộ não, cái tiềm thức của nhân sự của anh chị họ làm việc rất là tốt và nó sẽ đạt kết quả tối ưu nhất trong năng suất lao động một cách chủ động của họ. Và lý do thứ hai mà tại sao thiết lập mục tiêu lại quan trọng như vậy? Bởi vì nó giúp chính anh chị và nhân sự của anh chị vượt qua được cái sự trì hoãn. Và khi có mục tiêu rồi thì ta cảm thấy có trách nhiệm để hoàn thành nó anh chị ạ. Đó là cái lý do cực kỳ quan trọng mà anh chị phải cần phải huấn luyện để đội nhóm của mình hàng ngày, kể cả là online thì nó vẫn có những giải pháp để gia tăng giá trị cho khách hàng, đúng không ạ? Và có những giải pháp để sau Covid anh chị phá về doanh thu. Đây là thời điểm tuyệt vời hơn bao giờ hết, anh chị sẽ sở hữu những cái kiến thức kinh nghiệm cho doanh nghiệp của mình để giúp cho chính anh chị và nhân sự của anh chị tăng trưởng, đúng không ạ? Cái năng lực lên, bởi năng lực càng tăng lên thì doanh nghiệp anh chị càng lớn và nó phù hợp, đúng không ạ? Chúng ta hãy chuẩn bị cho việc tăng doanh thu sau Covid rất là nhiều. Và thế là mục tiêu nó cực kỳ quan trọng nữa là cái động lực anh chị. Nó tạo một cái động lực rất là lớn. Và trong phần cuối chương trình ngày hôm nay tôi tặng anh chị một công thức tạo động lực cho nhân viên bất cứ every time. Bất cứ lúc nào anh chị cốt cái bài đó thôi nhân sự, tôi đảm bảo rằng họ làm việc như chưa bao giờ từng làm việc. Ai muốn biết công thức đó vào cuối chương trình thì hãy comment số 10 giúp tôi. Cuối chương trình tôi có tặng anh chị một cái món quà như vậy. Cốt động lực để người ta cảm thấy người ta chạm đến động lực, người ta không làm việc chăm chỉ là người ta có lỗi với bản thân mình, người ta có lỗi với cuộc đời người ta, có lỗi với chính họ. Và chính bản thân anh chị ở đây cũng vậy thôi. Có một cái bài cốt đó tôi sẽ tặng anh chị. Phần thứ hai, tôi muốn chia sẻ anh chị trong cái module thứ nhất là vậy mục tiêu là gì? Vậy mục tiêu quan trọng với thầy, mục tiêu là gì? Thực sự ở đây trong NLP định nghĩa rằng nó là khí oxy anh chị ạ, của những ước mơ. Trời ơi, nghe có tuyệt vời không ạ? Khí oxy mà chúng ta không có oxy đúng không ạ? Thì ước mơ nó không thể nào thành hiện thực được. Nên là phải có mục tiêu. Và nó quyết định cái tiến trình mà anh chị muốn đạt được cái mục tiêu đó như thế nào. Và thầy Jigla có một câu nói rất tuyệt vời. Nếu bạn không nhắm đến cái đích nào cả, thì bạn sẽ chạm đích mọi lúc, mọi nơi anh chị ạ. Đó là điều rất là tuyệt vời khi mà chúng ta cần phải có mục tiêu, có KPI cho doanh nghiệp của mình. Và đúng rồi. Thầy Tony Robbins cũng có một câu nói vô cùng nổi tiếng. Anh chị có thể chia sẻ câu này, hoặc là có rất nhiều anh chị nhá, in cái câu này ra rồi treo doanh nghiệp của mình đó. Bạn không thể nhắm trúng đích nếu bạn không biết nó là cái gì cả. Đúng không ạ? Bạn không thể nhắm trúng đích nếu bạn không biết nó là cái gì cả. Vì thế phải viết rõ ràng, phải có KPI, phải có truyền động lực để chuyển cái KPI nó trở thành hiện thực mỗi một ngày. Và tôi muốn phân tích một chút với anh chị đó là cái sự khác biệt với trạng thái và mục tiêu. Đôi khi chúng ta đặt mục tiêu và chúng ta đặt mục tiêu là KPI, là những con số, là tư duy logic. Và ngày hôm nay tôi muốn anh chị phát triển thêm một cái bộ não bên cạnh nữa, đó là về tư duy về hình ảnh anh chị ạ. Khi mình đặt mục tiêu về con số rồi, nhìn vào con số là biết công việc là gì, mỗi ngày phải hoàn thành cái điều gì, con số hàng tháng là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì chúng ta cần cài đặt thêm cái trạng mục tiêu trạng thái nữa. Cái trạng thái đặt mục tiêu, cái trạng thái, cái khoảnh khắc mà khi mà nhân sự đó họ đạt được cái công việc đó, đạt được cái KPI đó, điều gì xảy ra? Và họ sẽ hình dung tưởng tượng từ cái ngày mà họ lập mục tiêu đó cho đến cái ngày 30 cuối tháng. Trời ơi, tôi sẽ được tuyên dương như thế nào? Sếp sẽ thưởng tôi ra sao? Tất cả anh chị em đồng nghiệp vỗ tay tôi như thế nào?
họ sẽ hình dung tưởng tượng khi mà họ đạt được mục tiêu đó, giống như cái câu chuyện chú bé của tôi anh chị, nó sẽ giúp họ ngày qua ngày sống cực kỳ là hạnh phúc và sống cực kỳ là gì ạ, tập trung năng lượng để đạt được cái mục tiêu đó. Bởi với họ nó là cảm có sự tự hào, là cái niềm hạnh phúc với họ, chứ không phải là do sếp giao thì em phải làm nữa. Ai muốn là nhân viên của mình như vậy ạ? Ai muốn như vậy comment thật nhiều, số 2. Rồi ạ. Vậy thì nó khác nhau như thế nào? Đôi khi cái trạng thái á, cái trạng thái đầu tiên là ô họ sẽ gì ạ? Nó là những công bố, là viết ra cái sắc quyết của mình, tôi phải đạt được điều đó. Tôi có, và khi đó họ có được ngay cái cảm xúc đó nha anh chị nhá. Hàng ngày họ có được cái cảm xúc đó. Trong MB có một câu nói cực kỳ kinh điển và nổi tiếng như sau. Tất cả mọi việc đều diễn ra hai lần. Một lần bên trong tâm trí và một lần diễn ra ngoài thực tế. Một lần anh chị phải cho cái KPI đó nó vào trong tâm trí. Và thậm chí ngày hôm nay khi học về cái phần này, anh chị còn giúp cho nhân sự của mình, họ còn hình dung tưởng tượng ra, thậm chí họ còn viết cái mục tiêu, viết cái KPI đó, dán lên cái phòng ngủ của mình, dán lên cái bàn làm việc của mình. Và hàng ngày họ được hạnh phúc để được đắm mình vào hành động, để biến cái điều trong tâm trí đó nó trở thành hiện thực anh chị ạ. Đó, đó là cách họ hòa nhập vào đó. Họ hình dung tưởng tượng. Và thực sự là gì ạ? Cái điều đó sẽ giúp cho họ cảm có một cái trạng thái đạt mục tiêu hàng ngày luôn. Và họ sẽ rất là khát khao để điều đó nó xảy ra ngoài thực tế. Và khi theo cái luật hấp dẫn mà hôm trước tôi chia sẻ với chị, mỗi chúng ta đều là một cái gì ạ? Là một cái cây anten. Và họ càng phát cái tín hiệu ra là họ đạt được cái điều đó, họ làm những điều đó. Và tất nhiên trong KPI nó đã từng bước để đạt mục tiêu rồi. Nên điều đó là sẽ giúp cho họ tăng trưởng mỗi một ngày và đặt cái KPI một cách tuyệt vời nhất.